cụ bà 71 tuổi bị lừa mất gần 2 tỷ đồng vì yêu đương qua mạng với trai trẻ. Nani? Trong đầu tôi lúc này kiểu, anh không thích cái gì thì phải nói em biết chứ. Anh không thích em. Một cuộc khảo sát cho thấy, đa số giới trẻ hiện nay chọn yêu bạn bè để đỡ tốn thời gian tìm hiểu. Nhanh trí chọn bạn cùng giới yêu luôn đỡ mất thời gian. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Đến lúc cãi nhau thì xưng hô mày tao nghe chối cả tai. Nhanh, gọn, lẹ mỗi tội yêu vào đánh nhau hăng hơn. What the hell? Mấy đứa bạn của tao mà giờ tao ngồi nói, ê tao yêu mi, chắc nó phụt cả gan lòng phèo ra khỏi người mất. Em ở nhà không? Anh mang hoa với bánh, với quả qua cho em nhé. Dạ, em đang ở nhà ạ. Ok em, giờ anh qua liền, tổng tiền hoa với bánh gato với quà là 2 triệu em nhé. Tiền anh ship đến, em chọn dịch vụ mặc vest mảnh bao, tóc bút các thứ là 500k tiền công, chụp ảnh nắm tay, ôm eo là 500, thơm má là 1 triệu nha em. Không có quà, Valentine không một viên sô-cô-la, mùng 8 tháng 3 không nhận được bông hoa nào, ngày đặc biệt không bên nhau, vậy có người yêu để làm gì? Nếu tình yêu không phải là định mệnh thì chỉ là sự thỏa mãn bản năng sinh lý của giới đực và giới cái. Yêu nhau để cởi áo cho nhau. Quá chuẩn luôn! Cởi xong cái áo cởi luôn cái quần. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Để làm màu. À đâu. Bởi vậy nên có 10 người yêu. À thế à? Lêu lêu mấy đứa có người yêu còn thua tao không có người yêu, tao tự mua. Mấy đứa có người yêu như này chắc tủi thân lắm, hãy độc thân. Đi công tác với chị giám đốc, chị nói ở chung phòng cho đỡ tốn tiền phòng. Nửa đêm chị nói, chiều chị đi mai chị cho tiền mua SH. Mình sợ quá, đặt xe về mà trễ quá không có xe. Dám chống cự cả đêm, trời vừa sáng mình đã bắt xe ra hết Honda. Chống cự mãnh liệt quá còn về. Nói chống cự cho sang chứ thiệt ra là chống đẩy. Quá chuẩn luôn. Sợ quá, mình cũng gặp một chị. Hôm đấy hai chị em nhìn nhau, xong chị ấy cứ tiến lại mình lùi lại. Chị ấy càng tiến gần hơn, cái chị chạy bảo, đứng lại thằng kia. Mình sợ quá chạy luôn, cũng may chạy được. Một lúc thoát được chị ấy, nhưng điều đáng sợ hơn là trên tay mình lại có con iPhone 14 30 củ có hình avatar của chị ấy. Thật kinh dị. Gặp mình là mình sợ quá, lén xin chị đi vô toilet bấm điện thoại cầu cứu. Lên Google bấm, màu xe nào hợp phong thủy. Mình chia tay rồi mà Hùng. Ừ thì chia tay rồi mà, sao vậy Linh? Vậy sáng nay anh bảo người ship cái gì đến cho tôi đây? What the hell? Nay mùng 8 tháng 3 anh chỉ muốn tôn thờ một tình yêu thôi mà. À thế à? Tôn thờ một tình yêu thì gửi cho bằng cường chứ mắc gì gửi tao. Và anh sẽ đắp mộ cuộc tình. Vợ ơi, chiều nay anh dọn nhà rửa bát xong rồi, cho anh xin ra ngoài chơi game với thằng Trung nha. Ok chồng. Thật hả vợ, anh không nhìn nhầm chứ? Thật, anh oản tù tì thắng anh trong gương thì cho qua đêm luôn. Cảm ơn vợ, anh đi đây. Lợi thế của việc có hai cái đầu đó các chị em.
Mình từng lỗ mất 257 triệu vì đầu tư mở quán mà không có kiến thức. Sau 2 tháng đọc sách, nghe theo phân tích của các chuyên gia và lời khuyên của các thầy, mình quay lại mở quán khác và lỗ thêm 520 triệu nữa. Nếu bạn đầu tư 257.520 triệu vào mình chắc chắn sẽ có lời, lời cảm ơn và lời tạm biệt. Mình mua sách để mở mang cải thiện bản thân, đọc được đúng cái tên sách, vứt đấy, lỗ gần triệu bạc. Lỗ 163 triệu mở tiệm, mở được 2 tháng dẹp tiệm, đọc sách lên TikTok học hỏi thêm mình quyết định đi làm thuê. Bắt cá hai tay thì đã đáng sợ rồi, em gái mình chắc bắt cá bằng vợt, chưa tới mùng 8 tháng 3 mà đã có 8 thằng đến tặng quà và nhận mình làm anh rể rồi. Ông anh không rủ được ai đi chơi 8 tháng 3 hay sao mà ngồi trong nhà thế này, mà nhận làm anh rể là phải cưới chị gái chúng nó à? Hiểu kiểu gì? Người yêu cũ tao nó còn bắt cá bằng mình cơ, bùng phát làm cả ao cá luôn. Ôi giời ơi! Kể ra có em gái cũng hay phết, tha hồ kiếm quà của bồ nó á. Ấn Độ, vợ bỏ đi theo tình nhân, chồng cưới luôn vợ của người đàn ông ngoại tình với vợ mình. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà chứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chẳng qua do thượng đế sắp đôi lúc nồng độ cồn cao, khi tỉnh rượu ông đã sửa sai sắp lại chút xíu thôi mà. Rồi vài năm nữa sẽ thường xảy ra việc, anh ơi, con anh con em đánh con chúng mình kìa. Chỉ có vợ của kẻ thù mới làm ta hứng thú. Đọc nhanh tưởng chồng cưới luôn người đàn ông ngoại tình với vợ. What? Thay vì ông ăn chả bà ăn nem thì bà ăn nem ông ăn cua hoàng đế. Có thể bạn chưa biết, nhà văn Ngô Tất Tố từng hỏi nhà thơ Lưu Trọng Lư rằng Huy Cận là thằng cha nào mà làm bài thơ hay thế? Thế là cụ Trọng Lư vừa được thưởng thơ vừa được khao phở. Thì ra từ xưa các cụ đã có phong thái tao bao mày chả. Oh my god! Hồi đó tủ đoàn thuyền đánh cá nè. Nhà văn Ngô Tất Tố từng hỏi Lưu Trọng Lư, Huy Cận là thằng cha nào mà làm bài thơ hay thế? Đúng vậy, thơ của Huy Cận không chỉ sâu sắc về một mặt phiến diện mà nó đặc sắc về mọi đề tài. Trong đó, nổi bật nhất là đề tài người lao động trong cuộc sống mới. Trong những bài thơ về đề tài đó, nổi bật nhất vẫn là bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá. Wow! Xưa cứ nghĩ Huy Cận là ông nào tên Huy Bị Cận. Sách ngữ văn mà đăng kèm mấy câu chuyện này thì bọn học sinh nó lại chẳng mê tiết văn. Quá chuẩn luôn. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.